Để khảo sát hiện tượng phản xạ toàn phần, mời các em học sinh chúng ta cùng quan sát một thí nghiệm nhỏ. Chúng ta chiếu một tia sáng từ khối thủy tinh trong suốt hình bán trụ ra ngoài không khí với các dụng cụ được bố trí như hình và các em quan sát và nhận xét thí nghiệm này nhé. Đầu tiên nhất, khi góc tới y còn nhỏ thì tia khúc xạ rất sáng và là xa pháp tuyến hơn so với tia tới, ta thấy r lớn hơn i, tia phản xạ m. Nếu chúng ta tiếp tục tăng góc tới y, thì góc khúc xạ cũng tăng và tăng nhanh hơn so với gốc tới. Đồng thời, tia phản xạ sáng dần lên. Khi tăng gốc tới y đến một giá trị nào đó, thì ta thấy tia khúc xạ nằm là đà mặt phân cách và tia phản xạ bây giờ rất sáng. Trong trường hợp này, gốc ty được gọi là gốc giới hạn phản xạ toàn phần, ký hiệu là y giới hạn. Nếu tiếp tục tăng gốc tới y, ta thấy tia khúc xạ hoàn toàn biến mất, toàn bộ tia sáng phản xạ lại môi trường cũ. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần.